Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Ban Chỉ đạo Trung ương của Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, dù phải đối mặt với yếu tố biến động của thị trường sau đại dịch COVID-19, nhưng Ban Chỉ đạo của Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương của Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho thấy, năm 2022, các đơn vị địa phương đã tổ chức thành công nhiều chương trình hội chợ tuần hàng Việt, điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam, đưa các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến người tiêu dùng theo tinh thần của chỉ thị số 03 CTTU của Ban Bí thư Trung ương. Từ đó giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận hàng hóa nội địa, chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý, trở thành điểm nhấn trong thực hiện của vận động. Thì hiện nay chúng tôi đánh giá là hàng Việt Nam mỗi ngày một phát triển và chúng ta phải tự tin. Và trong giai đoạn hiện nay Việt Nam làm rất tốt cái sản phẩm đầu ra của mình và tất cả những cái chất lượng và chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn cách tốt nhất có thể. Thành ra là hàng Việt Nam cũng sánh ngang bằng với tất cả những sản phẩm trên khu vực. Đó là thành ra là tất cả hàng Việt Nam là trong tương lai là chắc chắn là một cái điều tôi nghĩ là phát triển rất là tốt. Là một trong những doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, vì thế chúng tôi mong muốn là mang đến những cái sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng ở mọi miền đất nước. Từ khi có cái chương trình hàng Việt về nông thôn, với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, người dân ở khu vực nông thôn rất là hào hứng và tin yêu cái sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất nhiều hơn. Tại các điểm bán hàng của chúng tôi, nhiều người đến tìm hiểu sản phẩm rồi mua về dùng. Đa số người dân khi được hỏi và có chung nhận xét, bây giờ hàng Việt Nam có chất lượng rất là tốt và giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền của mình nên cũng dễ mua và sử dụng. Nhằm thúc đẩy việc triển khai của vận động hiệu quả hơn nữa, Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động xác định tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức các chương trình tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm chất lượng, đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Là doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu từ phần cứng đến phần mềm, cho ra các cái sản phẩm ứng dụng đi rất sát vào các bài toán thực tế phù hợp với điều kiện hoạt động. Tại Việt Nam, các sản phẩm đã giải quyết được hầu hết các cái yêu cầu quản lý, yêu cầu về giám sát hành trình, quản lý nhiên liệu của các doanh nghiệp vận tải phù hợp với cái định hướng là người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam. Dùng hàng ấy thì người ta quan tâm đến chất lượng và giá cả, thương hiệu. Đây là ba cái thứ mà người tiêu dùng quan tâm. Nên nhờ cái ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì cái người tiêu dùng sẽ nghĩ nhiều đến hàng Việt, mà trong đó là các hàng hóa do doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất. Vai trò của cái hàng Việt Nam trong cái cơ cấu tiêu dùng của người Việt Nam thì rõ ràng là ngày một nâng cao, và trong đó cũng có cái phần góp phần quan trọng của cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bộ Công Thương đã có quyết định số 576 QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Theo đó, mục tiêu chính của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, từ đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp, chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn, tổng công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm trong sự nghiệp phát triển ngành công thương.